công viên ha, chợ đêm nằm trên cái tỉnh lộ 329, ở bên này là thị trấn Phước Bủ này, trung tâm huyện này, bệnh viện hành chính nằm bên này ha. Đó, và đây là công viên chợ đêm ha, phía bên này là những quầy hàng bán chợ đêm này đó, và đang hoạt động anh chị nha. Đó, và còn bên bên này thì chợ đêm mình đang được làm thêm hạ tầng giao thông ha, và mở rộng thêm anh chị ha, tương lai là bến xe rồi chợ huyện sẽ về đây ha. Đó, và Copmart hoặc là Vinmart thì tùm lum đó, hoặc là giống như mai mốt sẽ có Xuyên Mộc Go, ở trên Bà Rịa sẽ có là Bà Rịa Go, nhưng mà tương lai sẽ mấy anh lớn sẽ về đầu tư đây là Xuyên Mộc Go anh chị ha. Đó, hạ tầng giao thông mà đang làm rất là đã luôn. Và sẵn đây nha, em Điền có chủ gửi bán một bất động sản thuộc đất xã Xuyên Mộc, như cái trung tâm, như cái trung tâm thương mại này thì là thuộc xã Xuyên Mộc đó anh chị, chứ không phải là thị trấn đâu nha, thuộc đất xã Xuyên Mộc đó. Thì em Điền cũng có một sản phẩm là đất xã Xuyên Mộc, giáp ngay thị trấn luôn, tiện ích tiện nghi thì đầy đủ. Nói chung là đất xã nhưng mà đi ra thị trấn thì khoảng khoảng đâu đó là chưa tới một cây số là mình sở hữu được đầy đủ cái tiện ích tiện nghi đó anh chị ha. Giá bán thì chỉ có 950 triệu thôi anh chị ha, đất thổ cư nha. Với diện tích là 6 sau 33, có 80 thổ cư, hai mặt tiền trước sau nha. Đó. Rồi em Điền xin mời cô chú chị theo chân em Điền, để em Điền review bất động sản đó nha. Xin mời. Đó, anh chị có thể thấy ha. Đứng ở ngay vị trí này mà mình có thể nhìn ra thấy được tỉnh lộ 329 ở ngoài đó luôn anh chị ha. Đó, xe chạy nườm nượp anh chị. Bảo Điền Bất Sản mến chào quý cô chú chị khách hàng nha. Nam Điền đang có mặt ở tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Cái vị trí em Điền đang đứng nay thì rất là gần thị trấn luôn anh chị. Giáp gì thị trấn luôn, dường như là giáp với thị trấn luôn anh chị ha. Nói chung là nay em Điền có một cái sản phẩm ha, đất xã nhưng mà tiện ích tiện nghi lại sở hữu được cái tiện ích tiện nghi ở thị trấn anh chị ha. Di chuyển ra thị trấn khoảng đâu đó chưa tới một cây số ha anh chị. Đó. Và bất sản này rất là rẻ luôn anh chị nha. Em Điền sẽ nói sơ trước ha. Bất sản mình thì đang có diện tích là 6 sau 33 và có 80 thổ cư. Đang bán là 950 triệu đó. Thì em Điền sẽ giới thiệu sơ trước cái cung đường này anh chị ha. Hiện tại em Điền đang đứng đây là mặt tiền đường bê tông thôi, nhưng mà nó rộng khoảng là 5 mét anh chị. Anh chị có thể thấy nè, xe ô tô đi né nhau được luôn anh chị. Đó, rất là rộng ha. Và hướng trước mặt em Điền quay này, đi khoảng đâu đó là một vài chục mét thôi ha. Mình gặp ngã ba mình rẽ bên tay phải nè. Mình đi ra khoảng 50 mét nữa là mình sẽ đụng ngay cái chỗ đường tỉnh lộ 329. Tỉnh lộ 329 này thì anh chị cũng đã biết rồi. Đó là cung đường kết nối giữa quốc lộ 55, giao với lộ quốc lộ 55 và đi thông vào xã Hòa Hội, Hòa Hiệp và vòng ra lại được Bình Châu vậy ha. Đó. Còn vị trí này mà đi xuống biển gần nhất là biển Hồ Tràm ha, khoảng đâu đó là 10 cây số vậy ha. Chỗ này thì đi ra bệnh viện huyện này và trung tâm thương mại này, chợ này, công viên Hồ Bà Tô này, trung tâm hành chính này, cách đâu đó khoảng là một cây số thôi anh chị, rất là gần luôn anh chị ha. Đó. Và trung tâm hội bên này thì đang thi công, đang làm thêm nha, giai đoạn 2, giai đoạn 3 gì đó nữa đó anh chị ha. Đang làm hạ tầng bên đó, nói chung là chỗ đó thì tương lai sẽ là có, hiện tại đang là chợ đêm rồi, đã có chợ đêm rồi và tương lai bến xe sẽ về đó và chợ ha, chợ chính thức sẽ về đó, chợ huyện sẽ về đó anh chị ha, và bến xe vân vân. Sẽ tập trung về ngay cái trung tâm mại đó ha. Đó, rất là tiềm năng luôn ha. Đất xã mà tiện ích thì chẳng khác nào ở thị trấn anh chị ha. Giá cực kỳ rẻ luôn chị. Rồi bây giờ em đi quay lại vấn đề chính anh chị ha. Đây đây, bất động sản mình thì nằm ngay vị trí này anh chị ha. Trên mặt tiền đường bê tông này. Có diện tích là ngang 6 anh chị. Ranh của nó từ đây anh chị ha. Đặc biệt nữa, bất động sản mình có hai mặt tiền đường anh chị nha. Mặt tiền này là mặt tiền trước này. Còn một mặt tiền đằng sau nữa. Đó, hai mặt tiền trước sau. Từ đây qua ha, từ đây qua có cột mốc rõ ràng, ranh mốc rõ ràng anh chị ha. 6 mét sâu vào trong là 33 mét và có sẵn là 80 thổ cư. Đó, cái thế đất thì tương đối là bằng với đường anh chị. Bất xã mình đang đất trống thôi, chủ cũng chưa có gì trên đất anh chị ha. Đó. Ở phía sau có con đường phía sau nữa anh chị ha. Bây giờ em đi lui phía sau cho cô chị nhìn cái đường phía sau. Đường phía sau thì ô tô cũng đi vui vi vu anh chị. Nói chung là hiện tại bất xã mình thì đường thì đi thẳng vô nữa thì cuối đường rồi anh chị. Đường không thông anh chị ha.
Cái đường phía sau này cũng vậy, đường phía sau này thì đi vào nhà dân thôi, nhưng mà đường hiện hữu anh chị nhé. Đây chị có thể thấy nè, đó đường đường Đức, đang đường Đức thôi đó. Tới ngay khúc này là hết đường rồi, đi vào nhà dân rồi đó, đường này 950 triệu à. Thực sự là trong thị trấn mà để mà có cái diện tích như thế này á, thì đa số là khoảng rơi vào tầm tỷ 3 tới tỷ rưỡi ha, tùy theo đường. Nhưng mà nếu mà tỷ 3 tới tỷ rưỡi thì đa số là chỉ có đường bê tông thôi gì, ở thị trấn đường bê tông thôi, có khi đường bê tông lại không được rộng như thế này nữa chị. Cả được cái là nó là thuộc thị trấn, còn như mình đây thì Đức xã nhưng mà cũng gần giáp ngay thị trấn, cũng không khác gì thị trấn đó chị. Bán kính ra khoảng một cây hơn xíu thôi là đầy đủ rồi, đầy đủ công năng tiện ích anh chị ha. Khu vực này thì điện nước đầy đủ anh chị, điện tới đất rồi, nước đang xài nước sạch rồi. 950 triệu thực sự là quá rẻ. Giá này cô chú chị mình có thể là muốn an cư lạc nghiệp vẫn được nè, vẫn đầu tư lâu dài vẫn được nè, đầu tư thanh khoản nhanh vẫn được luôn ha. Nói chung là bất động sản này thì rất thích hợp cho cô chú chị mình đầu tư anh chị ạ. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó là 2 tiếng đồng hồ chị ha, mình đi cao tốc đi cũng rất là nhanh. Bất động sản mình đang có hướng là hướng đông bắc anh chị ha, hướng đông bắc, hướng đông đón nắng sớm anh chị. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm bất động sản này liên hệ ngay em đi nha, với số điện thoại 0788668834 nha. Anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em và theo dõi những clip sau của em sớm nhất có thể ha, bật thông báo ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau. Xin chào.